Chào tất cả cô bác anh chị và các bạn nhé. Trong thời gian mà mình đang làm cái chuồng lợn nhà mình ấy, thì cũng có nhận được thêm một cái tin vui từ nước ngoài. Đó là một cái thùng đồ gửi từ bên Mỹ, bên Cali về. Thì hôm nay cũng là ngày tính ra thì hơn một tháng rồi mình mới nhận được cái thùng đồ này. Đây là cái thùng đồ mà hôm nay mới đi lấy về này các bạn này. Đấy, thì trong lúc đang làm cái chuồng ấy thì bên giao hàng người ta có gọi mình là có một cái đơn hàng ở đâu có một cái thùng đồ của mình. Đây là cái thùng gọi là quà tặng thôi, trên là không có đóng cước phí gì cả. Còn bình thường mà có người nào đó mà gửi cho mình những cái đồ mà gọi là đắt giá này là đóng thuế rất là đắt luôn, nhưng mà cái thùng này là mình nhận miễn phí chứ không có mất tiền nhé. Thì mình sẽ bóc ra, nhưng mà trước khi bóc ra thì mình xin thông báo cho các anh chị là cái xuất quà này là người nào ở bên Mỹ đã gửi cho mình. Thì ở bên Mỹ là mình có quen biết một người chị gọi là chị Hai. Đấy, tên là chị Hai thì mình chẳng biết chị tên có phải là chị Hai không, thì chị nói vậy để chị gửi tặng cho mình cái thùng đồ này qua cái video mà mình hay làm. Thì chị cũng thấy gia đình mình cũng gọi là hoàn cảnh thì chị cũng gửi một chút quà về cho mình, nhưng mà mình không biết là trong này nó có cái gì. Thì hôm nay mình sẽ khui ra cho các anh chị xem và thưởng thức xem là trong này nó có cái gì nhá. Tại vì cái này là một cái chỗ mà lúc nãy mình mới có một chút cái thắc mắc với bên giao hàng là tại sao cái thùng hàng của mình nó lại bị mở thế này. Bình thường thì mình không phải là nhận một cái thùng này duy nhất đâu, mình đã nhận rất là nhiều cái phần quà từ bên nước ngoài về, nhưng mà khi mà bên hải quan hay là bên nói chung là bên mà người ta đón nhận cái thùng hàng này ấy, là người ta không có quyền để mà bóc cái này đâu. Người ta có máy, người ta rà soát hết rồi, không cần phải bóc thế này. Mà dù có bóc thì người ta vẫn niêm phong lại cho mình. Nhưng cái này bây giờ cái thùng này của mình là bị bóc tả tơi thế này luôn này, mình còn chưa xem bên trong nó có mất cái gì hay không, là nó có bị rách hay bị hỏng cái gì không nữa. Thì bây giờ là xin mời các anh chị chúng ta cùng nhau bóc ra xem bên trong nó có cái gì nhá. Cái thùng này thì khá là nặng, mình nghĩ là cái thùng này nó phải rơi tầm khoảng là 15 kg. 13 cân. 13 cân đấy. Gần 15 kg rồi. Thì trong này trước tiên mình nhìn đây là mình thấy có mấy cái quần áo đây, nhưng mà không biết ở bên trong có cái gì nữa. Giờ sẽ khui ra nhé. Mình sẽ rạch luôn cái thùng này xem là nó có cái gì trong này. Tại vì chị Hai chị cũng không có nói là gửi cái gì cho mình cả. Chỉ bảo là có một cái phần quà chị gửi về cho mình, nhưng mà không biết ở trong này nó có cái gì đây. Thùng quà này thì về được rất là lâu rồi, do khâu quá trình vận chuyển là có một chút cái trục trặc nên là về rất là lâu. Wow, trong này như là toàn bánh kẹo sao ấy. Mình sẽ rạch hết tất tật luôn. Đấy, giờ sẽ cho bạn xem là bên trong này là có cái gì nhá. Trong này thì trước mắt thì mình nhìn thấy có như là có một cái bộ quần áo mưa hay là cái gì đấy. Cái này là cái bộ quần áo mưa hay là cái gì mình không có biết. Ôi, hình như là áo mưa thật. Ôi, một cái áo mưa này. Đó, cái áo mưa đi xe đó các bạn ơi. Áo này là với một cái size là XL. Đấy. Áo này áo màu vàng rất là đẹp luôn. Cái áo màu vàng này là áo đi mưa rất là đẹp luôn nhá. Mình tạm thời để riêng ra một bên này, lát nữa sẽ thử để cho chị Hai chị ấy biết. Và đây là cái cái giấy này là giấy ướp các bạn nhá. Đấy, cái giấy này là dành cho trẻ con. Thì ở đây cũng có quần áo rất là nhiều. Cái gì đây? Cái mát. Cái này là cái quần. Wow, cái quần này chắc mình rất là đẹp luôn. Cái quần này không biết mình có mặc vừa không. Cái quần này là với cái size này, không biết là size 32x32 chắc mình mặc không có vừa, tại vì người mình nhỏ nhỏ với lại lùn lắm. Nhưng mà chắc bố mình mặc vừa, nhìn rất là đẹp luôn. Đây toàn mấy cái vải này rất là toàn vải tốt thôi. Ở đây cũng có quần nữa này.
quần này là quần quần jean hay là quần ở Việt Nam thì gọi là quần bò. À, xé ra mấy cái mát này khác so với Việt Nam các bạn này, mấy cái mát này rất là dài luôn. Ở Việt Nam nó ngắn xuống thế này à, nhưng cái này nó dài lắm. Cái này toàn size 32 x 30. Cái này cũng rất là đẹp nhưng mà hơi dài một chút. Có lẽ là nếu mình mặc không vừa thì mình sẽ mang đi sửa. Vì đây là một cái phần quà rất là ý nghĩa đối với mình, à, với một người chị mà mình quen biết ở nước ngoài gửi tặng cho mình. Ở đây là hình như là hai. Ủa sao lại có hai cái cổ áo? Đây có hai cái cổ áo, mình nghĩ là trong này có hai, có hai cái áo. Đây là hai cái áo cọc các bạn nhé. Đấy, tạm thời thì mình sẽ không có bóc ra tại vì đồ vẫn còn rất là mới. Ủa, cái này là cá à? Có hình con cá này các bạn này, cá ngừ. Mà toàn tiếng Anh mình chẳng biết đâu. Cá này có vẻ rất là ngon các bạn này. Đấy, đây là cái hộp mình biết là thức ăn rồi, sẽ để đây. Và ở đây thì có ba hộp kem đánh răng, ba hộp luôn. Mình cũng chẳng biết đọc cái tên này nữa, toàn tiếng Anh hết. Colgate à, Colgate Total à, mình chẳng biết đâu. Ui, có rất là nhiều cái giấy lau này các bạn này. Đấy, như là có 5 gói à, đúng rồi, có 5 gói à. Đây, giấy lau dành cho hai đứa nhỏ của mình đây. Tại vì bữa trước là chị hai cũng nói chuyện với mình rồi, chị hỏi thì mình cũng nói là mình có hai đứa nhỏ nên là chị mua tặng cái đống này cho hai đứa nhỏ đây. Để ra đây nhá. Ôi, quần áo sơ sinh rất là nhiều luôn. Quần áo rất là đẹp các bạn ơi. Đây một bộ, như là ở đây có hai bộ luôn, hai bộ với lại hai ở đó hai cái khăn quàng cổ. Mình chẳng biết cái này đồ trẻ con thôi, mình chẳng biết đâu, thì cứ để tạm đây đi, rất là nhiều. Ôi, bàn chải đánh răng này toàn là loại xịn thôi. Ai đẹp chưa, xem là 2, 4, 6. Ủa, nhà mình có 6 thành viên mà chị ấy mua cho mình 6 cái luôn. Đó, sao chị biết vậy? Đấy, bàn chải đánh răng này, rồi kem đánh răng thì có hết rồi nhá. Và ồ, ở đây có một cái giấy này. Cái giấy này là ồ, có cái tên này là cái gì? Toàn Phương à, mình không biết đâu, không có dấu. Và ở đây thì như có một cái hộp gì đấy, bánh kẹo rồi. Cái hộp này, hai cái hộp này rất là nặng luôn, không biết là trong này có cái gì. Nhưng mà nhìn thấy ở đây là như là có, đây, có cái gì trong này mình chẳng hiểu luôn. À, không phải thịt mà là giống như là thật thập cẩm ấy. Không phải hamburger, cái này không phải. Spam, nó là cái gì mình không biết. Như là bánh thôi à, nhưng mà sao nặng vậy? Quá trời nặng luôn các bạn ơi. Mình sẽ để tạm ở đây nhá. Ui, có một bức thư đây nữa này. Không biết trong này có cái gì nữa. Mình sẽ để cái này là lắp bóc sau cho các anh chị xem nhá. Nét trọt trong một nắng. Và đây là cái hộp hình như là sữa tắm hay là cái gì. Đúng rồi, cái này như là dầu gội đầu. Dầu gội đầu nhưng mà toàn tiếng Anh ấy, mình chẳng có biết cái gì ấy. Cái này tiếng Anh này. Ui, một lọ đây là sữa tắm này. Biết là cái này là sữa tắm rồi. Sữa tắm. Ui, một lọ đây nữa. Cái này là dầu gội nữa này. Toàn đồ xịn hết ạ. Lần đầu tiên mình nhận được cái thùng đồ mà nó nhiều phần, nhiều cái thành phần ở trong này. Ở đây có một cái áo khoác. Đúng rồi, áo này là rất là đẹp luôn này. Đó, áo này có vẻ là mình mặc lên mình giống giống người nước ngoài quá. Áo rất là đẹp nha các bạn nha. Và đây là một cái hộp, còn đây nữa, rất là nhiều. Ở đây có một cái hộp sữa,
ngũ cốc, mình nghĩ đây là ngũ cốc thôi. Đây, mình để ở trên bàn này nhá. Và trong này là còn ui cái này cái gì nữa đây? À lại một cái áo mưa nữa các bạn ơi. Lại có một cái áo mưa kiểu này nữa đây. Lúc nãy là cái áo mà lúc đầu mình nói có ba anh chị là màu vàng, nhưng mà cái này nó là màu màu xanh. Không phải màu xanh. Màu nâu nâu ấy. À, do là ban đêm này các bạn nhìn màu xanh nhưng mà mình nhìn ở đây là nó màu nâu nâu chứ không phải màu xanh nhá. Áo mưa nhá, áo đi mưa ấy. Đây, tạm thời thì để hai cái áo để đây đi. Để hai cái áo mưa. Và trong này còn nhiều nhiều đồ nữa. Ôi trời ơi. Ở đây cũng lại có một đống quần áo này. Ở đây là quần áo con trai này. À. Bây giờ mình mới nhìn thấy nó có hai có đây có hai bộ này, hai bộ này là cho con gái này. Nhưng mà con gái mình chắc phải 2 tuổi là 1 tuổi rưỡi mới mặc được cái bộ này. Tại vì cái size, các bạn biết là cái size ở bên nước ngoài nó luôn luôn to hơn so với lại cái size ở Việt Nam. Bữa trước thì có một người anh cũng bảo là để gửi cho mình một thùng đồ, nhưng mà anh gửi nhầm. Tại vì nhìn nói là mình mặc cái size mà nhỏ nhất ở bên Mỹ, xong là anh ấy định mặc cái size trẻ con cho mình. Xong mình không có mặc vừa đâu mà. Anh bảo là ô thế là anh toi rồi, anh mất ít một đống tiền rồi. Tại vì các bạn biết là cái size nhỏ nhất ở bên size nhỏ của người lớn ở bên nước ngoài ấy, bằng cái size to nhất ở Việt Nam này rồi, cho nên là thôi mình bảo là cái size nhỏ nhất ở bên nước ngoài thì người ta đi mua cái size trẻ con này này. Xong là đống cái đồ ở trong thùng rồi, xong mình bảo là không, như thế là không được, mình không có mặc đâu, tại vì cái size nó nhỏ quá. Còn hai cái đây là có 4 bộ nha, đây là 2 bộ dành cho thằng con trai nhà mình này, còn đây là 2 bộ này dành cho đứa con gái nhà mình nhá. Quần áo thì nói chung rất là đẹp luôn, toàn là chất nên là ở Việt Nam thì người ta bán toàn 200-300 nghìn này. Ở đây cũng còn nữa đây. Đây là có một cái áo áo cọc tay đây. Đấy, do là mùa này là mùa hè nên là chị gửi cho mình áo cọc tay rất là nhiều, nhưng mà toàn là đồ đẹp thôi. Còn bây giờ thì đồ ở trong này đã hết rồi. Đây. Hết rồi các bạn nha. Đồ ở trong cái thùng này là hết rồi. À, thì mình sẽ trước tiên là sẽ bóc cái lá thư này của chị Hai xem là chị nói cái gì trong này. Ở đây chị ghi có ghi một cái tên của mình đây này. Đấy. Có ghi này, mình quay bằng cái cam trước cho nên là cái tên sẽ bị ngược. Lù Mí Sành đây. Chị Hai các bạn nhìn nhá, có cái tên đây này, chị Hai đây nhá. Đó. Thì ở trong này là không biết là chị ghi cái gì đây. Sẽ soi trước xem là trong này có cái gì. Hồi hộp đó các bạn ơi. Ở trong này không còn nữa đâu. Cái gì đây? Một cái lá thư các bạn nhá. Đây. Và mình sẽ mình sẽ đọc cho các anh chị xem nhá. Cũng như là nghe nhá. Đây là một người chị mà nói chung là mình cũng chưa có quen biết lâu đâu, tại vì chị cũng xem qua những cái video mà mình hay đi làm thiện nguyện ấy, chị thấy chị cũng thương cho những cái hoàn cảnh mà mình đi làm, cho nên là chị dành tặng cho mình những cái phần quà như thế này. Ở đây thì có hai dòng ở trên này là tiếng Anh thì mình không biết đọc đây các bạn này. Đấy, hai dòng trên này tiếng Anh nhá. Còn ở đây là mình biết là cái từ này là thank you này, là cảm ơn rồi, tại vì chị sống ở bên nước ngoài nên là chị dùng cái này là cái thiệp của bên nước ngoài thì toàn tiếng Anh nhiều. Mình biết là người chị này, nếu như các bạn đã xem những cái video trên cái hành trình thiện nguyện vừa rồi thì cách đây cũng gần 2 tháng về trước thì mình có đi trao một số những cái phần quà cho rất là nhiều những cái gia đình khó khăn, những cái gia đình thiếu may mắn. Thì ở trong những cái suất quà đó là có cái sự đóng góp cũng như là có cái kinh phí của chị, nên là chị muốn gửi những cái món đồ này về để cảm ơn mình đã đi trao những cái phần quà của chị cho những người thiếu may mắn cũng như những người khó khăn. Thì đây cái lá thư của chị thì cũng chỉ nói gọn gàng cũng là ngắn gọn như vậy thôi. Vâng, thì hôm nay là em cũng xin cảm ơn chị Hai rất là nhiều. Cảm ơn chị đã luôn yêu thương cũng như là quan tâm đến cái kênh vlog miền núi của em, cũng như là quan tâm đến những người thiếu may mắn và những người còn rất là nghèo ở trên miền núi. Thì hôm nay thật sự em nhận được cái món quà của chị, em rất là vui luôn. Ở trong này thì có rất là nhiều những cái phần quà cũng như là những cái
Đồ mà em trong đời em chưa bao giờ nhìn thấy. Thì hôm nay là thật sự là một ngày rất là vui khi mà mình đang làm cái chuồng lợn ấy mà nhận được cái cuộc gọi của bên giao hàng, người ta bảo là mình có một cái đơn hàng từ bên nước ngoài về. Thì em biết chắc đó là cái phần quà của chị thôi, tại vì trong thời gian vừa rồi ấy, chị mới bảo là chị gửi cho em một cái thùng đồ, nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cái tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng, cho nên là đơn hàng về khá là lâu, nhưng mà trong vòng hơn tháng thì em cũng có nhận được rồi. Thì hôm nay em cũng lên đây để làm cái clip quay đêm cho các anh chị, thứ nhất là chia sẻ cái niềm vui và chia sẻ cái video này lên để cho chị biết là em đã nhận được cái thùng đồ của chị để chị yên tâm. Thì tất cả những cái đồ mà ngày hôm nay chị gửi về tặng cho em cũng như là tặng riêng cho em và cả gia đình em, thì em cũng xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho chị sức khỏe, bình an và thật là nhiều may mắn, thành công, thành đạt trong cái con đường sự nghiệp cũng như là trong tương lai nhé. Thì những cái đồ mà chị gửi về em sẽ dành để cho các cháu cũng như là để cho em mặc trong cái thời gian sắp tới. Thì đây toàn là những cái đồ đẹp thôi. Không biết là chị mua hết cái đống đồ này, sắm hết cái đống đồ này cho em mất bao nhiêu tiền, là bao nhiêu tài sản của chị, nhưng mà em không có biết. Em chỉ biết cách gọi là cảm ơn chị một cách chân thành thôi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã luôn đồng hành và theo dõi video hàng ngày ở trên kênh Vlog Miền Núi. Và bây giờ thì cũng xin khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình suốt những cái hành trình vừa rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một cái video tiếp theo. Bye bye.